Coming soon, yeah. Như vậy là tín hiệu từ vũ trụ đã kêu gọi rồi anh em ơi. Chắc là tuần này chúng ta sẽ có thêm một vị tướng mới vào thứ 6 anh em nha. Hôm nay là thứ 4, ngày mai là thứ 5 thì chúng ta sẽ có một thông tin chính xác hơn. Tuy nhiên là trong video này thì mình cũng muốn hé lộ một tí về cái vị tướng mới. Không biết là có chính xác hay không, nhưng mà mình phải chắc chắn đến 50% anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. À, lên tàu thôi. Để mình xem nào. Ở đây mình thấy là có vị tướng mới nha. Có một bạn bật mí vị tướng mới đây này. Đây, hình ảnh này thì khả năng cao là có rồi. Chắc là con cháu admin gì đó. Đến từ bạn Kỵ Trương nha. À, phải hem Nami thì nghi lắm anh em ơi. Người thầy vĩ đại Zephyr, đô đốc duy nhất không ăn trái ác quỷ luôn. Viper nổi được biết đến với khả năng tấn công tốc độ cao và là thầy đào tạo ra nhiều hải quân mạnh. Người thầy vĩ đại Zephyr tay đen, ghê phết đấy, hãy chính xác xạ thủ nha anh em ơi. Cầm khẩu pháo kiểu bắn xoay này, súng máy anh em ạ. Skill thì đây nhá, không biết đây có phải là ghép không nhỉ? Chắc là không nhỉ. Làm sao mà ghép được như thế đúng không? Mình thử tìm hiểu thêm về Zephyr tay đen xem như thế nào nhá. Thực ra là mình cũng chưa biết nhiều về cái vị tướng Zephyr tay đen này đâu. Ok, đây rồi. Chất trời rồi đấy. Zephyr này. Ok, fandom Zephyr. Ok, đọc thử qua xem nào. Hay còn biết đến với tên là Zeto, người đã lập ra hải quân Neon, tổ chức với mục đích phá hủy kho báu One Piece. Nhân vật phản diện chính trong One Piece phim Z. Hả? What the hell? Đồng thời ông cũng là tay sai đô đốc hải quân và là người hướng dẫn rất nhiều hải quân ưu tú trước khi từ chức thủy sư đô đốc đương nhiệm của hải quân Sakazuki, cựu đô đốc cư gian đô đốc. Ôi à, ghê vậy cả, căng nhỉ. Zephyr tay đen à, căng ê, wow, xịn đấy nhở. À đúng rồi, bởi vì là cái tựa game này nó bắt nguồn từ One Piece Treasure Cruise. Mình thử tìm One Piece Treasure Cruise Zephyr xem nào, biết đâu lại ra một tí manh mối gì đó anh em ơi. Có không nhỉ? Biết đâu lại có đấy anh em ạ. Ô, có thật đấy anh em này. Ui, được đấy, để mình xem nào. Đây, nhưng mà là fandom One Piece Treasure Cruise. Fandom luôn anh em nhá. Càng đấy, có thật anh em ạ. Ô, thế thì khả năng cao là chúng ta sẽ có một vị tướng mới mang tên là Zephyr tuần này rồi. Đô đốc hải quân. Trông khá là giống Akainu, Akainu nhỉ anh em nhỉ. Smash Buster này. Các kiểu con là điểu luôn. Ai càng ấy. Rồi thì không biết là anh em nắm được thông tin như thế nào, nhưng mà thông tin của mình có được ngày hôm nay thì là như vậy nha. Để mình check qua xem là dưới này còn bạn nào comment thêm không, thì hy vọng rằng là sẽ có nhiều thông tin hơn. Cảm ơn Nami, trời ơi, vẫn tiếp tục là cảm ơn Nami. Các bố cảm ơn ác thật đấy. Cảm ơn mấy tháng nay rồi vẫn cảm ơn, sợ thực sự luôn. Hiện tại thì ngoài cái bức hình đấy ra, mình chưa thấy có một cái manh mối nào khác nha. Để mình check thử coi xem là còn manh mối gì không nha. 1k1 bình luận này. Ờ đúng rồi, mình thử truy cập vào nhóm xem nào. Đây, để mình xem nhá. Vũ Hoàng Triều Vương. Ok, chưa thấy có dấu hiệu gì là của tướng mới cả anh em ơi. Ok, là u shop úp sọt các kiểu con đà điểu này. Wow, trong group này không thấy bạn nào bàn luận về tướng mới ta. Vẫn là Luffy, Nika, là Jinbei Wano này. Ui, có bố nào là... X1 ra luôn luôn tuộc chiến này. Hay cả nổi thế. Hên thế. Phái trưởng đấy. Gớm luôn anh em ơi. Rồi luôn. Chưa thấy có thông tin gì về vị tướng mới ở trong group nha anh em. Mình chỉ thấy là ở trên fanpage là có thôi. Ok, thì đây là một số hình ảnh về vị tướng One Piece Treasure Cruise Zephyr Black Arm, Zephyr tay đen đấy. Để mình xem nào. Ui, ngầu ấy nhờ. Trong quả hiệu ứng skill ở trong One Piece Treasure Cruise nó vẫn là cái gì đó cực kỳ là đỉnh nhá. Hiện tại đây là YouTube của bạn Toski ở bên chắc là nước ngoài, thì mình cũng không biết là nước gì luôn, chắc là Anh, Mỹ biết gì đó. Thì ok, mình sẽ cùng nhau review thử xem là cái bộ skill nhá. Đánh đi sạch đây ôi. Super class luôn á. Ghê vậy. Đấm đi xem nào. Đấm một quả đi xem hiệu ứng skill xem nào. Đây anh em ơi. Đô đốc hải quân duy nhất không ăn trái ác quỷ anh em nhá. Rồi, làm sao? Đấm đi. Uầy. Ngầu ấy. Được ấy anh em ơi. Căng luôn. Ghê nhờ anh em nhờ. Được ấy nhờ. Đấy, xem qua về quả hiệu ứng skill anh em thấy như thế nào. Trông ngầu đét đèn đẹp luôn anh em nhá. Kinh. Hy vọng rằng là tuần này nó cũng ra Zephyr thật. Để mình xem là đô đốc hải quân thì nó sẽ ra làm sao nhá. Bởi vì hiện nay là phe hải quân ấy,
hầu như là đang hơi bị ít này. Ờ đúng rồi, thêm một vị tướng gì đó nó gọi là bổ sung ở bên hải quân cho nó mới lạ đi, để cho nó chất chơi người rơi anh em nhá. Ok, thì ngày hôm nay thì mình có thông tin gì thì mình cũng chia sẻ cho anh em như vậy thôi. Thì anh em nào mà có thông tin gì khác nữa mà mới hơn chẳng hạn thì để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau bàn luận nhá. Ok, chúc anh em thượng lộ bình dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.